Còn chạy không? Đó, người chơi chớp không? Nó chớp là lên đèn nha. Đó, 11/8. Đây. Dây nghịch chính đây mọi người. Nó dùng 6V nhưng mà ở đây mình cấp 5V. Mọi người có thấy không? Đó. Thì cái mạch nó không xài được nữa thôi. Hai. Mình xin chào tất cả mọi người nha mọi người. Cũng lâu lắm rồi mình cũng ít ra video nha mọi người. Mình cũng nhớ mọi người rất nhiều lắm á, nhưng mà có bận công việc nhiều lắm mọi người nên mình không có ra video được. Thì bữa giờ mình cũng gom góp mình đi siêu thị shopping dây chai mọi người. Mình cũng gom góp được một ít đồ rất là ngon. Nói chung là đợt này mình gom ít nhưng mà nó ngon nha mọi người. Thì hôm nay mình show cho mọi người coi những cái gì mà mình đi shopping dây chai mình đã thu nhặt được nha mình. Mọi người xem hay coi mình lời hay là lỗ nha. Món đồ ngon hay dở nha mọi người. Không nói dài dòng nữa. Lời nói đầu tiên mình sẽ chúc cho cả nhà mình mọi người luôn luôn có sức khỏe thật tốt nè, gặp nhiều may mắn trong công việc và cuộc sống nè, nhất là hạnh phúc bên gia đình và người thân nha mọi người. Bây giờ hãy cùng theo chân mình nha. Đó mọi người thấy không, đồ rất là quá trời luôn. Kính thưa đây, đồ A, B, C, D, mạch đồ các kiểu đó. Đợt này mình gom nhiều đồ nha mọi người. Đó, mạch dự phòng nè. Rồi đèn LED nè, đèn tích điện từ lưa mạch được tới tá lại mọi người. Nói chung nha, nhiều lắm. Giờ mình sẽ vấn đề nha. Này. Mọi người biết cái này gì không? Đây là mình hỏi là đây là cái máy sấy, cái máy uống tóc nha mọi người. Cái máy mà uống nóng tóc á, nó còn xài được nha. Đây là cái đồ test của mình nè mọi người thấy không? Cái này là mức là 140 nè mọi người, thấy không? Nó hơi sét rồi, nhưng con này là bằng sắt kim loại nha, cứng lắm nha. Cái này gõ là bê lắm nha. Dây điện chắc nha cả mọi người. Đó, tính thì mình thấy mấy điện này nó ngon nè, mình mua. Nó là nhiêu đâu, cái này có 10 cành. Nói chung đồ rẻ mọi người. Đó, mình xây vô mọi người coi. Cắm thử ra đây coi nó bị gì không. Ôi chào. Đó, nó lên rồi mọi người. Năng 8 mấy W á. Đó. 4 mấy W. 3 mấy W đó. Chung lên còn sống nha. Ok. Nóng nóng nha cả nhà. Ok, vậy là món này là mình lời rồi nha. Một món. Mình cũng nhặt được cái món này mọi người biết cái này là gì không? Đây là cái đèn live stream. Live stream. Nó hình như cũng còn sống luôn đây. Cái này là mình mua đây. Mạch dự phòng này mình mua đúng lời luôn mọi người. À, còn sống nha, còn sống nha. Úi giời ơi, ngon quá. Đấy. 2, 3. Ok. Cái này lời. Này mua có 10.000 mọi người. 10.000. 10 cành nha mọi người. Ok, chơi sống. Nói chung á, nhiều cái đồ á mình mua về chung mình khám phá rồi mình nghiên cứu. Rồi nhất thứ hai cái nào mình không xài được mình bán lại, không có thứ hai. Và cái cuối cùng á, nhiều có cái đợt á mình có những người em á đi làm từ thiện mọi người thì cũng hay đưa mình sửa những đồ lắm, thì sửa những cái quạt hay là những cái gì mà ở trên đây thành phố mình hư bỏ ra rồi sửa lại được, cái về cho những em bé dùng sâu dùng xa mọi người. Như cái quạt, như cái đèn đồ, người ta rất là vui. Thực sự đối với mình là rác nhưng mà đối với người ta cả một cái quý báu nha mọi người. Dùng sâu dùng xa đâu có đèn đớm gì đâu, quạt nó cũng khó khăn. Nó như cái quạt này là sửa hư sửa lại cho người ta là quá ok. Đó, sẵn nói cái quạt này luôn thì cái quạt này là mình cũng nhặt được luôn chứ không phải là mua nữa, còn sống nè mọi người. Đó, mình thử pin vô nè, mát lắm nha, không có 2 nấc. Nói chung là cái này là đèn đớm của nó là xài được hết. Đó, đây là cái này là mình tuyển được nè mọi người. Nhiều cái mùi chai ngon lắm. Đó, còn sẵn được mà. Ok.
cái quạt làm lụm được nè mọi người. Ở ngoài mua nhiêu mình không biết, nhưng mình gắn cục pin thử nó chạy thì nó mất cái vỏ thôi. Bây giờ mình cho những em trẻ trên từ thiện, mấy em trên vùng sâu vùng xa người ta rất, em rất là vui nha mọi người. Và một món nữa nha mọi người, ở nhà mình rồi sẵn đây thì mình giới thiệu cho mọi người luôn đó. Mình sưu tầm được hai cái sạc này mọi người, coi xịn không, quá xịn luôn. Sony 1.5 ampe, cái này mình không biết sạc cho cái gì nha mọi người, nhưng mà nó có hai đầu nè, mấy đầu thay lượng á đó, đa năng chưa, ngon cực kỳ luôn. Cái này là mình mấy chỗ bữa làm mua cái dây chai với chị kia đó, mua nhiều nhiều chỉ cho luôn, gắn ok luôn nè mọi người, thấy không, tháo gắn hay thôi đó, mình gắn lại cho mọi người nè. Cắm điện không, ok luôn, đây có lên đó, quá ngon. Cái này là mình không biết dùng cho cái máy gì nha, mình cũng chả biết nữa. Nó 3-4 cái đầu sạc luôn, 3-4 cái đầu cắm nè. Cái này của Sony nha, mình nhìn là biết xịn sò rồi. Và mình nhặt được cái này nè mọi người, cục sạc này cũng ngon nè, cũng xài được nè. Của thằng Oppo mọi người. Không biết của máy gì, nói chung là dây sạc này được hai dây sạc cũng ngon lành. Cho qua nha mọi người. Giờ đây mọi người. Đó. Mình không biết cái này là cái gì nha. Cái này là cái trong cái ruột của nó nè. Xài DC 5V. Mọi người thấy không? Mình nghe nói là cái này là cái đồ lau nhà cái gì vậy mình không biết nữa. Thì mình đang để đó, mình đang nghiên cứu, nói chung là nó còn sống. Mà nó bị kẹt cái bên trên đây nè. Trên đây có một cái motor. Một motor chổi than nè mọi người thấy không? Đó. Thì mình chưa tháo ra, mình mới về mình tháo sơ sơ rồi thôi. Thì trong đây có một viên pin và cái một mạch sạc này. Thì thí dụ cái motor này hơi hay hư á, mình sẽ thay cái khác, mình chế cái khác cũng ngon lành mọi người, sạc ok. Chung là cái này còn sống nè mọi người. Sạc ok đó. Mình không có gì kỹ thử ta, bữa mình dục đón tiêu rồi. Thôi, chung tạm thời qua nè mọi người. Cái này là còn sống, để bữa mình thử rồi, nhưng mà sợi dây này sạc nè. Chu tròn dục mất tiêu rồi. Cho qua nha cả nhà mình nha. Đây nè, đó. Mình có cái nguồn ngoài trời này là 12V 400W của người bạn mình cho mình nè. Cái nguồn này nguồn trong nhà hay ngoài trời vậy ta? Mình cũng không rành nha. Nhưng mà cái này mua ra ngoài mua cũng một xị mấy, hai xị vậy á. Cái này còn xài nha cả nhà. Rồi, mình đã cắm dây vô nha mọi người. Mình thử test thử cho cả nhà mình xem coi. Nó còn chạy không? Đó, người chơi, chớp không? Nó chớp là lên đèn nha. Đó, 11/8. Rồi, ok. Vậy là ok, sống sót. Cho qua. Có gì liên can nữa không? Cái nguồn này là ok nha mọi người. Chà, tiếp đó mình sẽ cho mọi người xem. Đây. Đây. Nhân vật chính đây mọi người. Mình mới tiễn được cái này. Cái quạt tích điện này giờ cho sắp vô mùa nóng rồi. Đó, để mình làm mình đâu có công việc đó mình sẽ độ pin. Tại vì cái này á là khi mình pin nhận được á là nó xài 6V. Nó đã bị chết cái mạch này rồi. Thì mình đã nghiên cứu thì mình sẽ mình móc mình sẽ sửa cái mạch này. Nhưng mà cái motor còn chạy nha cả nhà. Mình sẽ sửa cái mạch này, mình độ pin vô là mình xài. Và cái đèn này vẫn sống. Nói chung là mình test cho mọi người xem. Thì nó dùng 6V nhưng mà ở đây mình cấp 5V. Nó cũng quay nha cả nhà. Mọi người có thấy không? Đó. Thì cái mạch nó không xài được nữa thôi. Nó vẫn bay ở mầm. Mát lắm nha mọi người. Đó, mạch này nó bị hư rồi. Mình tháo dây ra. Thì mình sẽ
sắp tới mình sẽ độ viên pin vô. Độ cái pin mình lên 6V hay là 7-8V, 9V gì đó. Mình sẽ độ vô, mình làm cái quạt tích điện cho mình xài. Rất là ngon lành. Mình đi đâu mình bê cũng được nha mọi người. Mọi người đoán nhiêu? Này mua mấy chục à? Ba, ok mình thấy là cho mọi người. Ba một món nữa. Đây. Nhắc đến đây mọi người. Một cái bàn ủi Philips. Cái này còn sống luôn nha cả nhà. Thì cái bàn ủi này là nó dùng nước thì nó chỉ bị thì người biết rồi, đồ dây chai mà đồ cũ thì nó vậy thôi, nhưng mà còn sống thì mình sẽ đã test rồi. Mình sẽ dự định là mình sẽ cho mốt cái này mình tút tát lại cho nó mới lại chút, rồi mình sẽ cho từ thiện mọi người, cho mấy em ở trên vùng sâu vùng xa đó. Tại mình có một người em mới mốt sẽ đi sắp tới nè, sẽ đi nhiều chuyến từ đến Tết, sẽ có điều từ thiện nhiều lắm. Thì mình coi là mình sửa mình cho ta cũng không đáng như mọi người. Nói chung là cái này còn xài được. Đó, thấy không? Nó sáng đèn rồi thấy không? Đó. Đây là xịt nước nè, cơ chế. Đó, cái này là mình thử là ok. Thì mình mua cái này có 10.000 mọi Philips. Nếu mà mua cái này á, thì nó cũng cỡ mấy xị á mọi người. Quá lời quá đã mọi người thấy không? Nói chung là nhiều người ta có tiền thì nó bị hư cái núm này nè. Mình đã chỉnh cái núm lại rồi. Mình chỉnh cái núm lại. Thì nhà ta có tiền mọi người, đây xịt nước nha. Đây là ống xịt nước nè, xịt ra là dùng nước nè. Ok, mình quay qua nha. Mọi người thấy lời chưa? Quá đã mọi người. Bây giờ tới mình còn có hai cái vật mũi nè. Ui trời. Hai cái vật mũi thì một cái này nó hư rồi mọi người. Cái này mua có 5.000 à. Cái này hư rồi. Nhưng mà cái này còn sống nha. Mình đã thử đó. Không có giật nha, chừng này mình đụng hai cái nó mới giật nha mọi người, nha cả nhà mình. Mua hai cái này có bao nhiêu, mỗi cái 5.000, 10.000 à. Thì cái này rất là dễ. Mai mốt mình sẽ làm một cái video mình sẽ sửa cái này cho cả nhà mình xem. Đó, ok nha mọi người, mình sẽ qua nha. Nói chung mình thích mua những món này lắm, nó là đây một cái niềm đam mê với mình. Ở đây mình có thêm mấy lật giật nè. Mua luôn cho người ta luôn, cho đi mấy người đi cắt cỏ rồi á. Cái này nhiêu, hai cái này 5.000, cái motor rồi đó, là một cái la Bluetooth. Thì nó đã mất cái mạch Bluetooth rồi, nhưng mà cái la còn xài được nha mọi người. Cái la rất cũng thành ngon, cái này cũng xịn sò cũng nặng lắm à. Đó, cái này mua 5.000 luôn. Đó, và tiếp đến giới thiệu cho mọi người. Đây. Mọi người đoán này nhiêu? Đây là cái mặt của nó nè, thôi ta. Thì mua mình sạc pin vô á mọi người. Cái pin này nếu không làm ở ngoài cũng bán nó 15Ah á. Tại vì á nó đã bị lỗi cái mặt này rồi, nó không cân bằng, đâm ra nó bị hư, nhưng mà cái xe pin nó còn sống. Nó cả nhà mình. Mình đã sạc vô lại, mình đã ấy đó, mình sạc vô xem nó lên nè. 4V nè. Mọi người thấy không? Đó. Lên 4V nè. Này là 4V nè. Này 41 nè. Thì mốt mình sẽ độ lại, mình để sẵn đó, mình đã sạc như là. Mua mấy mặt này mình chế vô mình sạc nó cho nó lên nè mọi người. Cái này mua có 10.000 bạc. Nặng chà bá luôn, cục này nếu bán mua mới thì cũng 2-3 xị gì đó mình không biết, nhưng mà cảm thấy là mua là lời đó. 10.000 quá lời. Rồi mình cho qua nha, để mốt mình sẽ làm một cái gì đó mình sửa lại, mình chế, mình gắn lại cái này cho mọi người xem.
bị dớt cho cả nhà mình xem nha. Dạ, ở đây mình cũng có mấy cái mặt mình mua để mình lấy linh kiện lên cho mọi người. Đây là cái mặt trong cái tủ tủ lạnh. Mình thấy mấy chị mua chai á, mấy chị mua cái tủ lạnh của người ta đó rồi cái mình phụ mình tháo ra cho mấy chị, rồi mình mua lại cái này cho hỏi mua thì mấy chị không bán cho mình, mấy chị tặng cho mình, thì cái công mình phụ mấy chị tháo cái tủ lạnh ra mọi người cả nhà mình đó. Và mình cũng sưu tầm được hai cái này. Cái mạch này thì trong nó là 21V gì đó, nhưng mà nó bị chóc, cái mạch nó hư rồi, mình chưa có đo được, mình chưa cứu sống được, mọi người thấy không, nó bị chóc rồi nè. Mình chưa tìm được cái đường để mình nối mạch vô để mình cứu sống nó, tạm thời nó chết, nhưng mà mình cái linh kiện này nó vẫn còn xài ngon đó. Và cái mạch này nè, thấy mình thấy xịn không, mình cứu lụm dây chai luôn, 12V 2A đây, mình đã cứu sống nó. Mọi người thấy không, mình hàng mạch nè đó, mình nói nó bị lâu ngày bị chóc mạch đó nè, mình hàng cái mạch lại nè, cái đường mạch nó bị chóc đó mọi người, nó bung rồi. Lúc khác mình sẽ là làm một video mình chế cái này vô làm cái mạch nguồn này, xịn lắm nha mọi người, có đèn đàng hoàng á đó. Đó rồi, mình xin phép qua nha. Gì nữa ta, thật sự nhiều đồ quá mình không biết sao quá cả nhà ơi. Đây đây, và tiếp đến mình cũng mua được ba cái đèn này 50W nè, còn cái đèn kia 100W hay 100W nè, nhưng mà cái đèn này còn sống nha cả nhà. Mình test cho cả nhà mình xem nè, thì mình đã thử sơ rồi. Thấy không, sáng cực kỳ luôn. Mình xem nè, đó có 28W nè. Cái dung lượng thì của nó không đủ 50W mọi người, nhưng mà 28W cũng sáng rồi, còn mới can xì beng luôn nha. À, mình cho qua nha cả nhà mình. Và hai cái này thì cái này nó bị nó không lên, thì mình cũng đã tháo ra, mình biết nguyên nhân nó không lên nè mọi người, thì nó chỉ bị cái này tháo cực lắm nha, nó có chống nước á, nhưng mà cái này nó đời là 150W nè, mà cũng không tới 150W đâu. Thực sự mọi người, thì ở trong đây á, người thấy mạch không, thấy bung dây không, người thấy nó bung dây không đó, cái nguyên nhân là cái sợi dây này nè, cái người ta kéo dữ quá đó, cái là nó bung cái keo này ra, chứ nó không chết thì mình đã kiểm tra rồi nha. Thì hôm nào mình sẽ làm một cái video mình chế cái đèn lại cho mọi người xem, ở nhà mình xem mọi người. Cái đèn này cũng vậy, cái đèn này thì mình lấy ra thì nó đã như vậy rồi, ở trong nó có cái mạch nè, nhưng mà cái này nó xài bằng cái này nha mọi người, bằng led driver nè, thì cái led driver nó bị chết rồi, mình cũng đã test rồi, mình gắn led driver mới vô nó đã sáng, thì tạm thời mình để vậy thôi, mình cho mọi người xem nha. Mình sẽ mốt mình làm hoàn chỉnh lại, mình show cho mọi người xem nha mọi người, cách đổ nó lại. À, mình xin qua nha. Đây, bây giờ tới cái đống xà bần xà bát này nè cả nhà. Đó. Thì mình cũng siêu tầm được cái loa này mọi người, cái loa Webman này trong cái cái điện thoại Sony hồi xưa đó. Cái này bây giờ mua thì cũng mình theo mình search lên thì nó cũng có chỗ bán 100 mấy nha, còn đầy đủ luôn. Thì nó cái dắt của nó nè mọi người, khổ là cái dắt của nó,
nó xài cái giắc này mình không có thông dụng, chỉ riêng cho cái son dòng Sony của nó thôi. Thì mình mới mốt mình sẽ, nhưng mà cái loa nghe rất là hay nha cả nhà, mình rất là hay. Thì mình có nghe qua một có một cái anh kia chế cái loa này rồi, thành loa FM lại xài Bluetooth rất là hay. Thì một mốt mình sẽ làm một cái video, mình nghiên cứu, mình sẽ gắn vô làm thành loa Bluetooth, mình gắn mình mở mình nghe. Tạm thời mình cho nó một bên đi, chỉ là mình hôm nay mình show cho cả nhà xem mình mua được những gì nha mọi người. Và đây mọi người thấy một đống đống sạc dự phòng nữa không? Thiệt á, mình rất tiếc cái này. Cái này mua mình sạc lên là mình làm. Nó xài pin 21700 nè mọi người. 4 viên là cái sạc dự phòng này 65W là nó mắc theo cái mà là 4S nha mọi người. Nó mắc nối tiếp. Nhưng mà cái cell nó ở trong nó bị cháy rồi. Nó đã bị cháy nè, mình hàng lại nè, đó mình đã tháo hết rồi. Nó làm cái mạch ở trong, nó làm cái này nè rất là mỏng, cái mạch nó thì nó bị cháy, nó nổ rồi, nó bị chập chờn rồi, hư cái mạch rất là uổng. Cái này sạc nhanh cho laptop luôn nha mọi người, tháo rồi cũng cực nữa mọi người thấy không, mình tháo bắt bỏ luôn này nè. Chưa mà thì mình chỉ chủ yếu là lấy lại 4 viên pin này, được 4 viên pin là xài ngon. Thì cái này á, là người ta cho mình, một người người em cho mình, nó sửa được thì anh con sửa được thì sửa, không được thì lấy xài. Cái mặt ở trong rất xịn nha mọi người đó. Nhưng mà thua, chỉ được 4 viên pin rồi, rất tiếc. Mua mới 1,5 triệu rồi đó. À, mình xin qua. Cái này cũng vậy, cái này thì nó còn xài nha, cái này thì mình đã tự tháo rồi cho mọi người xem. Là ngay chỗ này nè, nó bị sụp xịt, một là sợi dây, hai là cái này sụp xịt nè, để từ mình hàng lại. Sạc được là ok, là ngon lành nha cả nhà mình. Cho mọi người xem nè. Ok. Quá ok nha mọi người. Thôi sẵn nào để ra sạc luôn đi. Thì cái này nó dùng 5 viên pin. 5 viên pin này thì một viên là cho cái viên này mọi người thấy kỳ ta, nó đề 11.000 luôn cha nội ơi. À 11.000 thôi. Đây 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 đây. SSK 11.000 mA. Trời ơi thiệt tình đó. Đây nè nè. 5 viên pin này là 11.000, là mỗi thì cho 10.000 thì mỗi viên 2.000. Đó, giờ mình để sạc nó đầy. Cái này mình mua 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 cục này là mình mua biết nhiêu mọi người, biết nhiêu không? 30.000. Đó, 2, 3, 4, 5, 6. Nhưng mà cục nào cũng còn sống nha. Cục này còn sống luôn nha mọi người. Đó, cục này xịn nè. Energizer nè, mình thấy lên không? Cái này nó hiện mất cái kia, gắn vô không được. Chết tôi. Đây. Mình phải nói ra cái này nè mọi người. Cái này mình sợ lên thì nó cũng bán mấy xị á. Mà cái này chỉ có 8 mà. Model UE88001 chỉ có 8.000 mAh thôi. Chung cũng ít, tương đối ít. À, vậy là ok đó, vậy là sáng rồi. Lấy tiền một cục lời, chiếc này mình lời lớn luôn á mọi người, sạc dự phòng là lời to luôn, mới ken nè. Mình chỉ về mình kích nhã nhỏ thôi, có cái mình hàng lại đó lên nè. Thì người ta sao xài lâu ngày á nó bị cạn pin, nó bị sụp xịt cái gì đó rồi, cái mình chỉnh về chỉnh lại thôi. Cái này không nghe đó, cái này mình nó tháo ra nè. Cái kia thì cái vàng vàng này, cái này thì mình kích nguồn lại, mình chỉ sạc vô mình kích lại thôi. Hai cái này cổ này nè đó, cái này mình đã tháo ra là mọi người thấy không, mình tháo mình có trong rồi, nó bị bung dây
Xoài ngon lành luôn. Đó, thấy không, kêu nè, đây mình tháo đây nè. Nó bị bung dây, mình hàn dây lại rồi. Còn cái này thì khỏi nói rồi mọi người. Rất là ngon lành. Bố không biết sao nó bị cái nút bấm này nè. Cái nút bấm này nó cứng ngắc à, cái mình về mình nó bị vướng ke cái gì á, mình lấy lại là nó cứng, nó đã lên nè, mình được xem nè. Cái này là Samsung chính hãng luôn nha mọi người. Mình mua cũng mấy xị đó. 40.000. 3 4 5 cục dự phòng. Quá ngon lành luôn, lời luôn. Quá đã. Giờ thì mình cứ để cái cục này mốt mình cho anh em mình hay người quen mình xài, ai xài xài. Đại khái vậy. Rồi, và ở đây nữa mọi người. Nó cái pin này mình cho mọi người xem nè. Pin này thì là mình đã cân bằng lại, mình sạc nè, nó lên nè. Đó, 47. 4 cục pin này là cũng bộn tiền à. Cục này là mình mua 20. Đấy, đúng rồi, 20 mọi người. 20. 20 là bao sóng. Mua của cái bà gì bạn dây chai á. Của cô em dây chai chứ không phải bà nữa. 20 mình thấy kệ, mua đại cái nào mình ra mới, mình mua mới thì nó cũng đâu có rẻ đâu. Chớp lên là sống rồi đó mọi người. Có đèn đàng hoàng nè. Quá đã, quá đã nha cả nhà mình. À, 19V, ok. Vậy là quá ngon, 20 là lời. 20 là lời. Cục này mỗi cục mình mua 10.000, mua mù. Thì cái này nó bị là nó vẫn còn sống. Này 24V nè mọi người. Hai cục 24V luôn. 1A, cái 2A. Thì cái này nó bị đứt dây đây nè. Mình nó hàn làm lại rồi. Mình xem. Luôn, yeah, ok. Thì mình mua đó mình để dự phòng đó, có xài gì xài. Nhưng mà cục này ngon nè mọi người. Cục đó là của nào điện Trung Quốc á. Chết tôi rồi, từ giờ chờ. Đó luôn, đó luôn. 23/7, 24V, ok. Hai cục, cục 10.000. Đây, hai cái nằm với lời rồi mọi người. Cái cục này mình mua mù luôn. Dây của mình nha. Dây này luôn nó tặng cho mình là hai cục này là 20 luôn. Mình mua về còn sống nha mọi người. Xịn, cái này thì mình không biết nó sạc cho cái gì, mình không biết. Là 12V6. Sạc pin nha, 2A. Nó sạc cho gì mình không biết, nhưng mình thấy là mình mừng rồi, mình thích rồi. Nhưng mà cục này xịn nè. Đó, cục này của Sony nè mọi người. Sạc cho 8V4. Thì mình nghe nói cái này sạc cho cái máy gì à, máy camera, máy chụp hình gì đó. Để mình thử cho mọi người xem. Đó, mình lời thế này nè. Mình mua đại mua mù, tại bây giờ đa số mình sửa được. Thì cái phần trăm mình sửa thì nó nhiều hơn. Đó, 12/7. Ok nha cả nhà. Giờ đây rồi. Đó, mình thấy lạ không? Thì cái này mình sạc lên mạng thì mình thấy nó là nó trong cái sạc máy chụp hình. Cái nguồn này cũng mấy xị á mọi người. 84, ok nha mọi người. Hai cái này quá xịn sò luôn nè. Nói chung là mấy cục này nè ở nhà mình quá đã. Nói chung là lời mấy này là mình hay mua mấy cái này lắm, tại vì
cái chỗ gì mua rẻ thì mình cứ mua 5.000, 10.000 mua đại gì đó, hư thì mình lấy linh kiện, không có mình sửa được thì mình sửa vậy thôi. Thì qua đã BF đã dài rồi đó, qua đó mình đã show cho mọi người xem những cái dây chai mình đã thu nhập được từ bữa đến giờ nha mọi người. Thì mọi người thấy sao, những cái đó thì mình mua như thế nào, rẻ và ngon mọi người, đúng là ngon bổ rẻ và đầy chất nha. Thì mai mốt mình sẽ làm những cái video mình độ chế hay mình sửa lại những cái vật, những cái mình giới thiệu nãy như là quạt, đồ bàn ủi, đồ các kiểu á, bóng đèn á, cho mọi người xem nha mọi người. Mọi người nhớ ủng hộ mình nha, và cho mình chia sẻ mình một like, một đăng ký kênh để mình có động lực làm nhiều video hơn nha. Thì mai mốt mình sẽ lựa được một ít đồ mình cho đi từ thiện và tặng cho mấy em ở vùng xa, vùng xa. Mọi người hãy ủng hộ mình nha mọi người. Mình cảm ơn, chào tạm biệt mọi người, bye bye.